Bài Bông là điệu múa cổ xuất hiện từ thời nhà Trần. Sau chiến thắng quân Nguyên Mông, múa Bài Bông được sáng tạo, cải biên để trở thành một điệu dân vũ phổ biến, hội tụ tinh thần văn hóa dân gian truyền thống gắn liền với văn hóa Phật giáo, hòa nhập với sự phát triển của thiền phái Trúc Lâm, nên múa Bài Bông đã sớm trở thành nghi lễ trong các dịp lễ hội, trong các buổi tế lễ và trong đời sống tinh thần cộng đồng dân cư. Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trải qua quá trình lịch sử, chầu văn đã từ cõi thiêng bước ra cõi tục, trở thành nghệ thuật hát văn được phổ biến rộng rãi trong đời sống chính trị, văn hóa xã hội và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thank you.
đầu dối ren. Tay bị tay bầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sắm lòng ta chỗ ướt đi mẹ nằm đêm mưa ngồi buồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Định, miền quê giàu truyền thống văn hiến. Nơi đây còn lưu giữ hàng ngàn di sản quý báu của cha ông. Câu ca dân gian, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ đã đi vào trong tiềm thức của mỗi người con quê hương. Nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, đất thiên trường bền vững nghìn thu, hào khí Đông A lừng lẫy sơn hà, vang vọng tiếng ông ca miền đất thánh. Chúa ban khắp muôn nơi, ánh vàng theo pháp đi.
xuống thần ngân xa.